Người phụ nữ thả rong vòng 1 gây sốc toàn cộng đồng mạng hôm Noel, nay tiếp tục khoe ảnh mặc áo xuyên thấu check-in khắp Sài Gòn. Dù nhận về nhiều chỉ trích, nhưng dường như người phụ nữ này vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Những bức ảnh thả rong này đã thu hút lượng follow lớn trên trang cá nhân này của cô nàng. Ngay sau khi gây náo loạn mạng xã hội với những tấm hình check-in khắp nơi mà không mặc áo ngực, danh tính của người phụ nữ ấy cũng đã được tìm ra. Trên trang cá nhân, hầu hết các ý kiến đều phản đối, bày tỏ sự chỉ trích về cách ăn mặc gây sốc của người phụ nữ đã có gia đình này. Tưởng chị sẽ thay đổi, nhưng không ngờ mới đây, trên trang cá nhân, chị gái không thích mặc áo ngực tiếp tục khoe ảnh thả rong, gây nhức mắt. Người phụ nữ này là diện áo xuyên thấu cùng quần ngắn và check-in khắp Sài Gòn. Theo chia sẻ của cư dân mạng thì người phụ nữ này lúc đầu đã khóa trang cá nhân vì bị dư luận chỉ trích, nhưng sau đó lại mở tài khoản, chỉ khóa phần bình luận. Điều đáng nói hơn nữa chính là lượng follow trên trang cá nhân chị gái thích thả rong đã tăng nhanh chóng mặt với gần 53 lượt theo dõi. Dù đăng ảnh đều đều, nhưng chủ tài khoản không bao giờ tương tác với người khác ở phần bình luận. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ việc tiếp tục tung ảnh thả rong phòng 1 liệu có phải là chiêu trò để gây sự chú ý của người phụ nữ này. Hiện tại, những hình ảnh không mấy đẹp mắt của người phụ nữ có thói quen thả rong phòng 1 khắp nơi vẫn được chia sẻ với nhiều bình luận chỉ trích. Còn bạn có suy nghĩ gì về hành động lặp đi lặp lại của người phụ nữ này? Hãy cùng chia sẻ nhé!